tham gia ngay chuỗi sự kiện ngày sinh tồn 24 tháng 10 để sở hữu những vật phẩm vô cùng chất đặc biệt, nhận ngay trang phục tử thần hủy diệt độc quyền đến từ sự kiện đổi huy hiệu và trang phục cả nữ sinh tồn. Khi tham gia sự kiện lựa chọn sinh tồn, tham gia ngay ngày sinh tồn 24 tháng 10, đối mặt tử thần nhận quà vĩnh viễn.